Thưa bác, ở khu vườn này có một cái cây thuốc rất là hay, khá nhiều công dụng trong những bài thuốc chữa lở ngứa, rồi trong những bài thuốc chữa đau dạ dày, thì các vị lương y người ta không quên cho cây thuốc này vào. Cây nó đây ạ. Đây người ta đã hái những cái lá này các bác này. Đấy. Và cây này khi hái những cái lá già đi thì những cái lá non nó tiếp tục lên phát triển, và cây này có thể cao đến 1,5, thậm chí là cao lên tới khoảng 2 mét. Cây này có tên là cây bồ công anh các bác nhé. Đây các bác nhìn cái hình dáng lá cây này này. Đây ạ. Lá xẻ thùy như này. Đấy. Chiều dài lá thì khoảng 25 đến 30 cm. Nếu để ý kỹ thì cái gân chính của lá thì nó có sắc tố tím. Đó. Và ở phần thân này nữa. Nó có màu tím này các bác này. Khi chúng ta ngắt cái lá này ấy, thì thân nó sẽ ra một cái nhựa trắng như này. Đấy. Đây là cây bồ công anh. Bồ công anh Việt Nam các bác nhé, để người ta phân biệt với cây bồ công anh Trung Quốc. Thì cây bồ công anh ở Việt Nam này thì thực tế thì có khoảng 3 loại. Đấy, nhưng mà thường dùng nhiều nhất là cây bồ công anh lá xẻ thùy, và loại nữa đó là bồ công anh lá không xẻ thùy. Đây ạ, trong vườn này cũng có đây. Đây là loại thứ hai các bác nhé, không phải là cùng một cây đâu. Đấy, các bác nhìn cái lá của cây này thì nó chỉ có răng cưa đấy ạ. Đấy. Răng cưa thưa và nông. Nó không xẻ thùy giống như là cái bồ công anh này. Đấy. Đây, cây này đâu. Cao được khoảng 50 cm rồi. Bên kia. Ở vườn này thì đang trồng khá nhiều cây bồ công anh. Cây này nó cao khoảng 1,5 đến 2 mét. Sau đó sẽ ra hoa và có quả. Hoa nó rụng xuống thì sẽ tạo thành những cây bồ công anh con. Đấy. Đây này các bác này. Vẫn nó đấy. Bên kia nữa. Đây nữa này. Đây ạ. Khi các bác nhấm cái lá này nhé, mới đầu chúng ta nhấm thì nó có vị rất là đắng, nhưng sau đó thì nó sẽ chuyển sang một cái vị ngọt hậu. Đấy, do vậy là các bác nào mà sử dụng được cái loại rau mà có vị đắng ấy, thì chúng ta có thể là ăn như là một loại rau sống, ăn hàng ngày nó cũng rất là tốt. Đây các bác nhé, đấy thân cây như này đấy ạ, nó mọc thẳng đứng lên. Đấy, và lá đây ạ. Và khi hái thì chúng ta sẽ hái những cái lá bánh kẻ ở phía dưới như này. Đấy. Và sau đây con sẽ chia sẻ với các bác một số những kinh nghiệm sử dụng cây bồ công anh Việt Nam này trong các bài thuốc. Thứ nhất là khi mà chúng ta bị lở ngứa, mụn nhọt, rồi sưng tấy. Đấy, bên cạnh việc là chúng ta sử dụng những bài thuốc rửa bên ngoài. Đấy. Thì các bác có thể là kết hợp một số vị thuốc nam để chúng ta uống bên trong. Đấy. Thì cái bài thuốc sử dụng trong trường hợp bị lở ngứa này gồm những vị thuốc. Một đó là các bác sử dụng cái bồ công anh Việt Nam này 20g. Tiếp theo là các bác sử dụng xài đất, ké đầu ngựa, rồi kim ngân hoa, mỗi vị là 10g. Cuối cùng các bác sử dụng là cam thảo đất 5g. Tất cả sử dụng phơi khô, giã nhỏ, sau đó là hãm với nước sôi và uống trong ngày. Cái bài thuốc này tác dụng là trong trường hợp bị sưng tấy, mụn nhọt, lở ngứa. Đấy, và kết hợp việc đắp rửa bên ngoài và uống bên trong, tác dụng công hiệu đối với bệnh lở ngứa rất tốt. Một kinh nghiệm mà những vị lương y sử dụng rất là thường xuyên với cây bồ công anh đó là trong trường hợp bị đau dạ dày. Những ai mà sử dụng cái cây bồ công anh trị đau dạ dày thì người ta rất coi trọng và người ta thường trồng cái cây này ở vườn nhà.
tại sao những cái cây thuốc mà mọc tự nhiên như này mà lại trồng vườn nhà. Bởi vì là người ta lo ngại cái vấn đề thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay người ta phun rất nhiều đấy, và chỉ có việc trồng ở vườn nhà như này thì mới tránh được cái tình trạng thuốc bảo vệ thực vật phun lên những cái cây thực vật, trong đó có cây bồ anh. Đấy, cái bài thuốc đau dạ dày này thì thường người ta sử dụng bồ anh kết hợp với dạ cẩm, đấy, khổ sâm, nghệ vàng, rồi và một số những vị thuốc khác tùy vào từng trường hợp cụ thể. Đấy, và kinh nghiệm của từng vị lương y mà người ta có thể là kết hợp bổ công anh với các vị thuốc khác. Tóm lại là người ta rất hay sử dụng cây thuốc này, nó tác dụng giải độc tiêu viêm rất tốt. Những chứng bệnh đau dạ dày sử dụng cây này rất là hiệu quả quá nhá. Các bác còn biết thêm công dụng nào khác của cây bổ công anh Việt Nam thì các bác hãy để lại bình luận xuống phía dưới giúp Quân. Cây thuốc này thì Quân khuyên các bác là nếu có điều kiện chúng ta cũng nên trồng ở vườn nhà, rất là dễ sống và nó mọc những cây con hàng năm, phát tán rất là nhanh. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác hãy đăng ký kênh Thảo Dược Net để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.